Cụ thể, hiện tượng mưa lốc tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh khiến tuyến đê cắt chắn sóng bị vỡ 5 đoạn với chiều dài hơn 1,5 km. Đồng thời, tuyến kè cửa Việt huyện Gio Linh bị hư hỏng hoàn toàn hơn 3 km. Một số tuyến đường giao thông liên huyện bị ngập sâu trong nước. Hiện tuyến kè Hậu Kiên, thị xã Quảng Trị hư hỏng hoàn toàn và việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình cũng như các hộ dân trong khu vực. Chúng tôi có chia ra các vùng, tức là một là những cái vùng ngập sâu, những cái vùng lũ quét và những lũ cục bộ và vùng sạt lở đất, và đặc biệt là cái phương án di dời dân từ nhà thấp lên nhà cao và đặc thời là từ vùng thấp lên vùng cao. Tính đến thời điểm này, Quảng Trị đã có 11 người bị thương do bão số 11 gây nên, trong đó huyện Vĩnh Linh 4 người, Triệu Phong 4 người, Gio Linh 2 người và Hướng Hóa 1 người.